Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh cũng như join vào nhóm Telegram để không bỏ lỡ những dự án AirDrop đã phân phối token và chưa phân phối token nhé. Đây là một kênh hướng dẫn kiếm tiền từ các dự án AirDrop miễn phí. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án AirDrop đến từ APS Game, Naruto, Billin, Buxen. Nhân dịp chúc mừng năm mới mọi người nhé. Theo dự án AirDrop này thì mọi người cần vào link trên phần thoại cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu golem.mego cho mình. Ok, sau khi vào đây mọi người sẽ làm nhiệm vụ ở đây cho mình nhé. Click he config empty này, bấm vào nhiệm vụ đầu tiên. Ok, sau đó follow kênh Twitter. Bấm follow. Rồi bấm theo dõi. Ok. Sau đó quay trở lại Eros. Tích vào con tin. Rồi, tiếp theo là retweet lại bài đăng. Ở đây kéo xuống là retweet lại bài đăng này cho mình. Ở đây bấm tweet lại. Rồi sau thả tim. Ok, quay trở lại Eros. Tích vào con tin. Ok, join vào kênh Telegram. Ở đây bấm tham gia kênh. Ok, sau đó chat cho mình một từ ở đây. Rồi, quay trở lại Eros. Tích vào con tin. Ok, địa chỉ ví mà copy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BSC của một người ở trên ví Trustwallet hoặc là ví MetaMask nhé. Gửi địa chỉ ví vào đây. Sau đây tích vào con tin. Ok, tiếp theo là visit website này. Medium đấy. Theo dõi cái Medium mà. Ok, sau đó quay trở lại luôn. Vào một con tin. Do vào cái Discord. Ở đây bấm chấp nhận lời mời. Rồi sau tích verify. Ở đây mọi người sẽ bấm vào mũi tên đây. Kéo xuống dưới tích vào ô vuông. Sau đó bấm hoàn thành. Ok, sau đó tích vào nút này. Rồi kéo xong phải này. Đã verify nhé, quay trở lại Eros. Tích vào con tin. Rồi sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì mọi người sẽ có một link để mọi người chia sẻ bạn bè người thân với mọi người nhé. Dự án này làm khá đơn giản đúng không ạ? Xem nào. Hình như dự án này cũng là sẽ có, hình như là mọi người sẽ nhận được tất cả token hết mọi người nhé. Tất cả mọi người sẽ nhận được token. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.